là chuẩn bị xuống phà các bạn. Phà An Thạnh 1 các bạn. Xong rồi An Thạnh 1 xong rồi xem An Thạnh 2 mới qua được tới Sóc Trăng các bạn. Anh đây. Bên đây là Trà Vinh. Bên này là An Thạnh 1. Đang xuống phà. Hơn các bạn, vừa tới là có phà đi xuống luôn. Mình mới xuống phà các bạn. Chuẩn bị đợi thêm 5 phút, 10 phút mới qua được tới bên kia. Xong rồi xong bự mà. Mới vừa lên phà các bạn. Rồi. Mình mới vừa bị ngã giờ lên đây gặp ba chạy. Và An Thạnh 2 các bạn, An Thạnh 2 á. Bạn đây đi thẳng về Bạc Liêu, còn quẹo phải về Sóc Trăng các bạn, thành phố Sóc Trăng là đi ra đây quốc lộ 60 luôn các bạn. Qua hai cái phà nó mất tầm gần một tiếng các bạn. Ở đây lên tới thành phố Sóc Trăng còn 15 km nha các bạn. Từ mà tính từ ở phà đại phà, từ phà mà mình mới lên đó, là từ phà đó lên tới vô tới trung tâm thành phố là 18 km, từ phà An Thạnh Nhì. But if you don't wanna tell me now.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Tới chùa Sum Rong rồi các bạn ơi, dọc đầu rẽ vô nè. Quá wow, trời quá đất hôm nay. Hôm nay đầu năm người ta đi nhiều các bạn. Đó, chùa Sum Rong. Chùa đây cách chùa Đất Sét cũng khoảng cây số à. Chắc chưa đến cây số đâu các bạn. Mình nhớ là vậy. Hôm nay đông quá, đông luôn. Ôi hôm nay mùng 1 Tết mà người ta đi quá trời luôn các bạn. Wow, đẹp chưa? Ôi hoa thiệt kìa. Hoa thiệt hay vậy, hoa giả đây. Hoa gì? Ok. Quá đẹp. Này là mình phải giữ xe các bạn, lúc trước mình chạy vô trong được luôn. Rồi, thôi quẹo vô giữ xe các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình đang vô trong chùa Sum Rong các bạn. Hôm nay quá trời đông người luôn. Hôm nay mùng 1 Tết các bạn, 2024 các bạn. Hôm nay mùng 1 người ta đi chùa rất là đông. Mình cứ ngỡ là mùng 1 là ít ai đi chùa, tầm mùng 2, mùng 3, mùng 4 lên đó. Ai ngờ hôm nay quá đông luôn các bạn. Tại sao mình thấy cái tượng Phật? Đẹp ghê. Đi ra luôn rồi nè nhau. Chùa trang trí rất là đẹp các bạn. Đó, xa xa mình thấy tượng Phật. Tượng Phật nằm lớn ở Sóc Trăng á. Đó, quá lớn luôn, quá đông luôn các bạn. Đó, mình quay toàn cảnh cho các bạn xem nè. Đó, chưa? Quá đông luôn. Đó là ở ngoài cổng vô các bạn. Tượng Phật lúc trước mình đi là chưa có trang trí ở cái phần dưới các bạn. Đó, hôm nay mình đi trang trí xong hết các bạn. Quá đẹp. Đó. Nắng lắm các bạn, nắng giờ nắng lên quay được chứ. Nó quay đẹp. Nó mới đẹp. Đó, cái cây này kêu cây gì nè.
cây này họ treo hoa giả lên đó các bạn, không phải hoa thiệt đâu, cứ ngỡ là không như hoa thiệt. Đẹp quá. Cái này là cái tháp gì à? Quá đẹp luôn. Đó, lúc trước mình đi là chưa có trang trí gì đây. Hãy lên đó. Đây là đứng đây là gần nhất. Đó, mình quay được cái toàn cảnh cho các bạn xem. Hôm nay như đông lắm các bạn ơi. Đó. Ở ngoài đi vô. Đó. Lúc trước mình đi là năm 2021-22 gì đó. Là ở dưới đây là phần dưới đây là chưa trang trí xong. Hôm nay là trang trí xong rất là đẹp luôn. Đó. Ở đây có cái tháp nè, tháp để mình vô mình vái Phật. Đây là có một số cây thật, có số cây hoa giả các bạn. Mấy người bên người Khmer các bạn. Họ ăn mặc rất là đẹp các bạn. Hoa này. Lấy đường lên các bạn. Đây là quán quần áo, đồ lưu niệm đồ các bạn. Đây là đường đi lên mình thăm tượng Phật dưới đây. Đó. Dài lắm các bạn. Ôi nắng lắm. Đây là dòng xây cái tượng đài biểu tượng ở Sóc Trăng là biểu tượng gì đó các bạn. Ở đây là hồ nước ngọt các bạn, hồ nước ngọt Sóc Trăng. Mình vô đó rồi các bạn. Thì hoa Tăng Huệ Viên chứ không phải các bạn, không phải là hoa Huệ Viên này, Tăng Huệ Viên. Thì bắt đầu mình vô mình đây xem, đây bán bánh bí với bán lập xưởng các loại bánh các bạn. Đó. Ở đây là Sóc Trăng các bạn, hồi nãy mình đi lộn trong trong trung tâm thành phố, chỗ đó người ta chỉ ở đây lại các bạn, Tăng Huệ Viên. Khe vô xe mà xe khách là hay chở khách vô đây để mua bánh này kia nọ các bạn, bánh hay lập xưởng gì đó. Quá rộng. Lần đầu mình đi hơi bỡ ngỡ chút các bạn. Wow, nó rộng mênh mông. Ôi ôi. Quá trời rộng các bạn ơi, quá đẹp. Mình chạy một vòng cho các bạn xem. Biết người ta cho không? Chạy đại nha. Quá đẹp. Đứng ra đây. Quá đẹp các bạn ơi. Chuẩn bị đang
xây dựng một cái này, trong đây là một cái tháp chùa hay gì vậy? Quá đẹp. Cái tùng hay gì nè, ôi ôi tùng quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Tăng Huệ Viên các bạn, phải mình hồi nãy lúc nãy giờ mình nói lộn, Hoa Huệ Viên, khu du lịch Tăng Huệ Viên các bạn, ẩm thực và trưng bày sản phẩm. Có chỉ mình vô tham quan thôi, thấy không? Mai đây cửa hàng đóng cửa hết à. Tính mình vô mình quay cho các bạn xem mà nhưng giờ đóng cửa rồi. Giờ tiếp tục mình đi xuống Bạc Liêu các bạn. Nếu mà mình đi thẳng vô luôn là trung tâm thành phố Sóc Trăng các bạn, và mình đi quẹo qua hướng bên tay phải này là mình hướng về Bạc Liêu các bạn, thành phố Bạc Liêu. Giờ đi thôi, này mình đang đi trên là quốc lộ 1A các bạn. Còn tầm khoảng 52 km nữa là mình tới thành phố Bạc Liêu các bạn. Là tầm 1 tiếng, hơn 1 tiếng một chút. Các bạn hãy theo dõi hành trình của mình hôm nay. Mình đang đi trên quốc lộ 1A các bạn. Còn 35 km nữa là tới thành phố Bạc Liêu. Phút mình tới địa phận Bạc Liêu các bạn, nhưng mà chưa vô tới trung tâm thành phố Bạc Liêu. Qua đây đường xá nó hơi rộng hơn chút xíu các bạn, có con lươn cứng giữa. Xứ sở công tử các bạn, có nguyên một ở đây, có nguyên một vườn mai luôn nè. Ôi ba cây bút, ôi ôi đẹp.
xứ sở công tử Bạc Liêu. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng, tỏ ra mình giàu. Ngày xưa thôi, câu nói ngày xưa thôi các bạn. Giờ không có tiền xài mà đốt tiền nấu trứng gì. Chậm thu phí, thấy không? Vừa là con đường lên là phải thu phí liền, thấy không? Mới đầu vô là từ bên Sóc Trăng đi qua là mới chạy vô khoảng chừng vài cây số có chậm thu phí ngay. Giống như cao tốc đó các bạn, cao tốc mình vô là đầu vô chạm là phải có chậm thu phí. Không phải lo xe máy. Còn vài cây số nữa là tới thành phố Bạc Liêu nha các bạn. Nay ngay này dòng xe. À Bạc. Mình đang vô trung tâm thành phố Bạc Liêu các bạn. Mình quay trở lại đây là lần thứ hai. Đây, công viên cái gì nè. Đây là chắc khu ăn uống chợ cái gì các bạn ơi. Giờ vô tham quan nhà công tử Bạc Liêu các bạn. Đây xe của công tử Bạc Liêu các bạn. À, quay cho các bạn xem xe công tử Bạc Liêu. Đây nhà công tử Bạc Liêu. Mình mua vé tham quan là 45.000 nha các bạn. Đi xe máy gỡ bên kia. Bên đây cũng có đường mà nếu mà mình đi ô tô thì mình để ô tô bên đó hay sao. Xe của công tử nữa các bạn. Xe của công tử.
logo này, logo của hãng nào cũng không biết luôn. Rồi bắt đầu mình mua vé tham quan, bắt đầu mình vô trong quay cho các bạn xem nha. Nếu mà cho quay thì mình quay sơ sơ cho các bạn xem, tại vì cũng có những nơi người ta không cho quay các bạn. Nếu người ta cho quay mình sẽ quay được. Rồi, xin chào các bạn. Mình đang vô thăm nhà công tử Bạc Liêu các bạn. Bàn ghế của nhà công tử trên bông. Wow, trên trần nè. Ngồi nè các bạn, đây từ ngoài mình mới vừa vô đây, ở ngoài đó mình đi vô đây mình là bình cổ nè các bạn, tivi nè, tivi trắng đen nè. Mình lên trên có cái gì không các bạn? Các bạn hãy theo cùng mình cây cầu quay xưa. Đây phòng này phòng ngủ hay là phòng không, phòng phòng ông hội trạch, phòng ông hội trạch. Mình mới vừa trong nhà công tử Bạc Liêu mới ra, giờ lên cầu Võ Thị Sáu các bạn. Cầu mình đang lên cầu là Võ Thị Sáu các bạn. Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết tháng Giêng các bạn, năm 2024 các bạn. Mình đang có mặt tại Quan Âm Phật Đài ở Bạc Liêu các bạn, là Mẹ Nam Hải Bạc Liêu các bạn. Thường gọi là như vậy các bạn. Nhưng cái tên chính xác ở trên Google Maps là Quan Âm Phật Đài nha các bạn. Đây tượng Mẹ Nam Hải đây.
đó, hôm nay người ta đi viếng rất là đông các bạn, mùng 1 Tết nha các bạn, đó quá trời đông luôn đó. Mình đang quay giờ này trực quá đông luôn các bạn, quá trời đông luôn, không biết đi về điểm. Mới hôm nay là mùng 1 Tết nha các bạn, đông lắm. Lên lại chút xíu nữa lại đều. Đây tượng, đây là tượng Phật Mẹ Nam Hải các bạn. Quá trời đông luôn các bạn ơi, quá trời đông luôn. Em này tới đi đông lắm rồi các bạn. Quá trời gió luôn các bạn, thật là gió luôn. Đây mình zoom gần lại cho các bạn xem là đông nè, quá trời đông luôn. Mình vô đó là nó chen, trong đó chen lắm, khó đi lắm các bạn. Mình đứng đây mình quay cho các bạn xem. Đây, đây là tượng mẹ, tượng Phật Mẹ Nam Hải. Cực kỳ là gió luôn các bạn. Người ta ra vô rất là đông. Và mình đang đứng trước tượng Phật Mẹ các bạn. Không phải vậy là hay đâu. Đây mình đang đứng trước trước tượng, trước Phật Mẹ Văn Âm Phật Đài các bạn.